nó giỡn cao lên. Hát đi con. Hát happy birthday đi. Happy birthday to you. Hát đi con. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy. Mà mình đòi sáng nó không cho nó tội con giái em con giái làm thầm luôn đọc lên chắp tay làm quen ừ chắp tay lên chắp tay con chắp tay được chắp tay làm quen chắp tay hai sáng mình giang giang nó lạnh đấy nó lạnh mà giang cha giang về đi đây nha mọi người thì với địa chỉ bảo hiểm của chị Kiều Kiều Hiếu đi bạn em cũng bao xe từ tuổi tôi thì chị chết thì bỏ lại hai đứa con và bà già là 80 mấy tuổi mọi người rất là tội nghiệp ha thì mọi người có gì liên hệ với mình ngày mai mình đi cầu trễ quá rồi về nhà mình mở cái mà không kịp để ngày mai cầu là cầu giấc sáng buổi chiều về dưới là mở luôn á. À, vậy giờ mới điện đâu điện lại coi điện về dưới kêu cái tranh thủ sáng đi sớm lên đây cầu sớm mà về trong ngày mở cửa mở luôn chạy tròn 3 ngày lại quan hiểu không không biết tôi bỏ ghe cầu hồn là ngày mai sáng lên đây là đi cầu hồn rồi về mới lại mới mở cửa mã được là chứ đủ mẹ giờ mai mở cửa mã mà hồn nó còn nằm trên này đâu có được phải trục thầy trục lên hỏi điện lại liền đi cho ta biết đủ mẹ nặng để ghé cổ đồ năm đây nặng chở người ta qua đó nặng cho người ta cầu rồi chắc là nội tâm ngày mai nông ngày mai ha chém rồi à. Giờ đợi bên đàn gái rồi nó ấy bắt họp rồi đi sau này hỏi tâm nó hết đó sang sang gì có qua tới bả luôn á nè nó phải con nó không hả con nó phải không à, con nó đứa trai đứa gái này không phải không phải à đây đây cái nick của ai ấy con trai con rể của chú mới đưa đó thì con gái của chú vợ xin nãy xin cái nít còn con rể phong là vợ của con rể là con gái chú gì đó à thế hả đó cho ngoại ổng gì đó đây đây đâu phải cháu ngoại ổng làm gì nữa vậy con cháu nội và cháu ngoại á hôm qua của hồi tối cái đứa con kia là đứa trai đứa gái đó à. cái này số điện thoại nãy xin thằng em trai nãy á thằng em trai nó cho nè cho số điện thoại của vợ của em trai là vợ em trai con gái chú trai con dâu đây phải không? Bả đâu dâu không phải mặt mày. Này bên này à? Gái rồi. Nhà tài trợ thấy cái hoàn cảnh mình thương tâm quá. Tại mình không có giàu nữa mà tôi thấy vậy, tôi nói ba đứa này tôi lo hết. Tôi bữa đó này nọ mình cũng phải lo đi rước mướn ghe rồi đi kiếm cũng lo không. Tôi bữa đó là ông thầy ông làm nhập hồn luôn hả? Hả? Nhập hồn luôn hay gì? Chục vong là cho nó hồn đen luôn. Cho luôn. Cho hồn nhập luôn. Nhập vô người mình luôn. Mấy linh linh nghiệm. Chọc trễ đó là cho nhập vô mẹ nó cho nói luôn ha là cho nói luôn cho nói là nguyên nhân chết luôn đó. Ờ là sao làm sao nói sao nói chơi luôn nó ha máu quá trời nó lo nó học máu quá à, tức nó chết tức mẹ nó thấy mẹ nó với tôi lại không mẹ lúc mà dớt cái xác á anh hồi dớt xác á xác nam hả xác nam thì con ruột ảnh á đủ nó học máu cả thùng đó.
dữ trời. Tao là hồi tôi mẹ nó lại á, kéo luôn máu tím mà chứ không còn máu. Còn đâu quét. Máu tươi luôn hả? Ừ, máu tươi. Tôi lấy nước tôi dội. Nó ra cả thùng máu. Lúc trước em gặp ông đó cũng bị chết xong rồi. Sao hồi té nó không học mà nó cha với mẹ lại nó mới học. Là lên nó tưởng đồ chơi dừa nổi không à. Lúc đó gặp được ba mẹ lại rồi. Gặp ba mẹ lại nó mừng gì nó tào cả thùng máu ai cũng là tội. Đâu có ai giám sát lại là con mình tôi vớt trong mình mẹ mình phải lỡ chứ ai trong kia rồi đâu có không ai dám rớ rồi cuối này hả sinh sinh ngay đêm mới vớt lên xong rồi ông kia ông lại ông kêu ủa vợ ông lại kêu cái ha dở mặt lên nè áo máu phúng 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 mà nó xà xài ghê quá nó trào lỗ mũi không bắn lỗ mũi miệng nữa rồi đưa lại tôi giấy thôi con giờ phải cái số con tới đó rồi thôi theo cha mẹ về, về dưới nội rồi cha ráng mừng nuôi cháu nội chứ đó nuôi luôn hai đứa con của mày bên kia con riêng khổ khổ hai đứa bệnh hai đứa con của vợ trước vợ dòng trước vợ sau mà giờ người nào cũng có con riêng mà đụng bên kia nó mèo quá thôi hai đứa kia quá tệ cái nhà nó có căn có chút lá lách thôi mà cái bà già giờ bà điên cũng không nổi bà tám mấy tuổi bà xui anh đó he ừ bà tám mấy tuổi rồi bà đủ đáng chú bà nội tôi luôn chú có điện thoại ở bên con bà đông á ở bên bệnh hiện giờ anh người tôi me đem vui rồi có người hỗ trợ cho tiền hai bé đó giờ chú có số điện thoại người bên bệnh không điện thoại bà xã có điện cho chú khi nào chú cho số điện thoại của bà xã tăng lưu số lại rồi đâu, số bà xã mà. Cái số bà xã là số bà xã của chú nè là biết số điện thoại ở bên bà xui có nghĩa là Tân đã lưu số này. Ê, rồi nãy có giấy tờ của nhỏ đó ở dưới thằng đó vũ luôn hồi nãy có giấy tờ giấy tờ của nó còn giấy chứng minh rồi của nó tập bóp à để hồi lấy giấy tờ đó coi đúng địa chỉ luôn rồi rồi chú mình lấy giấy chứng minh này lấy giấy tờ coi ông Tân ông giấy tờ nó có tâm nó bóp mẹ rồi sao tự nhiên tôi lạnh được mẹ, gió. Mẹ tôi là giận nhất, không bao giờ về không nổi tôi không chơi. Cũng ớn chưa? Hồi xuống lớp máy, mình á. Đây ha mọi người, thì cái ghe mà ba nhân chết xong rồi cái đầu cái ghe tự chạy qua bên cái miễu luôn ha mọi người, miễu là cặp bờ sông luôn ha. Bên chỗ cái nhà bên đó đó ha mọi người, cái ghe nó chạy thẳng vào đây luôn ha. Bên nhà con bên đó đó, rồi cái ghe nó chạy thẳng qua bên miễu này luôn nè. Chưa anh để tụi em hỏi lại anh nói. Kia. Ừ, về kêu sao anh? Thấy nó kêu quấn ba cái tuổi của nó đó. Trời. Kêu quấn luôn ha. Cũng nó gom lại hôm qua nó má ở sớm với mấy kêu quấn trúc đầy bà nội. Linh lắm. Hỏi lại mấy rồi. Ở đây là cái con anh thường ở đây. Chạy nước bắt dầu luôn. Dạ. Bắt dầu luôn ha. Huy dầu á tôi mới nãy tôi bắt thấy. Chạy hết phi dầu luôn rồi. Đây cái hiện trường của hai vợ chồng đó. Hai chồng mà chung sống trên cái ghe này nha. Giờ hai chồng đi cũng đi cặp luôn. Lấy cái số mình lên. Đó lên thì mình lấy. Chồng của đó ngồi đây lái nè. Đây nè. Vợ lại đó mở cái trồng dây đó cho hai ghe nó dẹt ra. Sóng ập hai ghe đập vô rồi phát chấn té xuống dưới luôn. Té xuống dưới gần chồng bay heo mà xin gỗ nữa. Mà mặc quần jean nữa sao mà vớt được. Rồi mới chìm luôn. Đây là chồng ngồi đây lái. Chân đây nè. Theo như là chia sẻ của cha con của anh ấy lái chiếc tàu này đây, xong rồi đó thì con dâu anh đi ra ngoài trước. Để mọi người con trai của anh đó là 29 tuổi ha, ngồi để lái nè. Lúc này là ngồi để lái là ghe đang chạy mọi người, hai chiếc dây chạy cặp.
anh em. Bây giờ có khi nào mà anh mà đi xuống dưới anh cho em đi nghe. Anh 2-3 ngày nữa tụi em nghe về hết rồi. Dạ. Thì quan tâm đi rồi anh. Xế hay là gặp chúng tôi làm kỷ niệm tới tai nạn thương tâm bằng tâm có dưới đây là một nhà cầu có chứ. Gần hơn lớn hơn cũng chút đỉnh như vậy. Hai cái ghe lấy đi 3 mạng hay 10. Được chưa? Ghe rất là lớn hơn rồi. Tự anh chạy ở tập qua máy bay luôn nha mọi người. Đây chiếc này thì bự hơn nha mọi người. Chiếc này là 2 giờ chậm rồi. Chạy gom hết. Ta đang bơm cái mọi người nước vô nè. Thế là lúc đó là chân của ghe này ha. Hai nước quá là nhiều quá. Thế bên kia mọi người cự lộ mà đang chỗ cái đầu 2 mũi 2 chiếc xà lan đó. Cái cháu đó chiếc bên kia chút nữa. Cái gà bồn sao luôn. Đây ha mọi người, thì 2 cái ghe này ha. Ghe này toàn là bộ là chở gom hết trơn luôn ha mọi người. Dép rồi ha. Đấy, cái bánh găng nó còn đầy đủ hết đó mọi người. Qua lăng nè. Sửa bánh đi chứ bà. Ghe này ghe nhỏ hơn nha mọi người.